Làm đẹp từ tế bào gốc, chữa bệnh bằng tế bào gốc và còn rất nhiều những công dụng khác liên quan đến tế bào gốc mà ngày càng có nhiều người truyền tay nhau. Thuật ngữ tế bào gốc đã trở nên khá quen thuộc, có thể tình cờ nghe thấy trong nhiều cuộc trò chuyện ở bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ thông tin về tế bào gốc. Đó là chưa kể nhiều thông tin quảng cáo được hiểu liệu có sai lệch so với thực tế. Vậy tế bào gốc là gì? Chúng có vai trò như thế nào? Hiện nay, công nghệ tế bào gốc ở Việt Nam phát triển ra sao? Những thông tin này sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình Khoa học và đời sống của Truyền hình Nhân dân ngày hôm nay. Tại Phòng Công nghệ Phôi, Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh đang thực hiện kỹ thuật khảo sát sự di trú và định hình tế bào sau quá trình ghép vào cơ thể trong điều kiện phòng thí nghiệm, thông qua đánh giá di chuyển tới vùng định hướng đích của tế bào sau cấy ghép. Đây là nhiệm vụ chính trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu biệt hóa tế bào chức năng gan từ tế bào gốc, người và chuột do anh thực hiện. Mục đích của cái nghiên cứu này là trước hết là muốn đánh giá cái tiềm năng biệt hóa của tế bào chức năng gan để sử dụng trong các cái mô hình, ví dụ như là thử nghiệm trong cấy ghép, hai là thử nghiệm để sàng lọc các cái hoạt chất từ các cái có hoạt chất có giá trị để điều trị thuốc, tạo thành thuốc điều trị. Để chữa các bệnh về gan như xơ gan, người ta thường áp dụng phương pháp cấy ghép gan. Song vấn đề đặt ra là nguồn gan hiến tặng không đáp ứng nổi nhu cầu của người bệnh. Việc tạo ra mô hình cấy ghép tế bào gốc, tế bào gan và đánh giá trong điều kiện phòng thí nghiệm đã mở ra cơ hội nghiên cứu về khả năng ứng dụng cho cấy ghép tế bào gốc, tế bào gan biệt hóa từ tế bào gốc phục vụ chữa bệnh liên quan đến gan. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã gắn các cái hạt nano kim cương vào tế bào, sau đó chúng tôi đã cấy ghép vào mô chuột bệnh thì thấy rằng cái lượng tế bào nó đã khu trú phần lớn ở các cái mô bị tổn thương và phục hồi mô bệnh. Đấy là một cái minh chứng rõ nét trong việc mà tế bào gốc đã khu trú đến cái mô bệnh để phục vụ cho cái việc mà phục hồi chức năng của các cái mô tổn thương. So với thế giới, phương pháp biệt hóa tế bào gốc thành tế bào chức năng gan của nhóm không phải là mới. Tuy nhiên, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, việc làm chủ các bước phân lập, nhân nuôi, bảo quản và biệt hóa tế bào gốc sẽ cho phép cung cấp số lượng lớn tế bào để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm, nghiên cứu, từ đó thúc đẩy hoạt động nhân nuôi và tạo tế bào trong nước. Thưa quý vị, y tế là một trong nhiều lĩnh vực mà công nghệ tế bào gốc phát huy được tính hiệu quả và thông tin trong clip vừa rồi là một ví dụ. Để cùng tìm hiểu thêm về khả năng làm chủ công nghệ tế bào gốc made in Việt Nam và thực tế việc phát triển công nghệ này, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhân vật khách mời của ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Trung Nam, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ạ. Vâng, xin chào anh. Thưa anh Nam, anh có thể định nghĩa một cách ngắn gọn tế bào gốc là gì và hiện tại thì chúng ta đang có những loại tế bào gốc nào không ạ? Tế bào gốc thì là những cái tế bào mà chưa biệt hóa thành những tế bào có chức năng chuyên biệt. Những tế bào này khi có những tín hiệu theo yêu cầu thì chúng sẽ biệt hóa thành các tế bào có chức năng để đáp ứng yêu cầu đó. Về mặt nguồn gốc thì tế bào gốc có 3 loại: tế bào gốc phôi, tế bào gốc trưởng thành và tế bào gốc cảm ứng. Trong đó thì tế bào gốc trưởng thành có thể được phân loại thành nhiều loại tế bào gốc khác nhau tùy theo nguồn gốc nơi chúng được phân lập. Vâng, tế bào gốc có thể nói là có vai trò rất quan trọng. Vậy hiện nay việc nghiên cứu cũng như là ứng dụng tế bào gốc tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào ạ, thưa tiến sĩ? Việc nghiên cứu tế bào gốc ở Việt Nam thì đã xuất phát từ những cái năm rất là lâu, từ năm 1995, và đã có nhiều nghiên cứu trên các cái tế bào gốc dòng tủy. Sau đó thì có nhiều các đề tài nghiên cứu trong các nghiên cứu chương trình của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, và các chương trình nghiên cứu này đã được mở rộng ở trên nhiều loại tế bào gốc khác nhau, các tế bào ngoài tế bào gốc dòng tủy này, và định hướng sắp tới thì sẽ có nhiều các cái loại tế bào gốc khác nhau giúp cho điều trị các bệnh khác nhau như là bệnh tim mạch, bệnh chấn thương, bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, vân vân. Thì trong những năm gần đây thì ở Việt Nam cũng như nhiều tổ chức và cá nhân đã có
ứng dụng các công nghệ tế bào, đặc biệt là tế bào gốc trên người, và các nghiên cứu ứng dụng cũng ngày một tăng nhanh hơn. Về mặt nghiên cứu thì ứng dụng tế bào gốc ở Việt Nam thì chủ yếu là thực hiện các đề tài khoa học cấp. Thì trong những năm gần đây thì có sự tham gia vào cái đội ngũ của bệnh viện tư nhân cũng đã chủ động triển khai nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong một số các điều trị bệnh mãn tính, bệnh hiếm gặp, bệnh hiểm nghèo. Vâng, như tiến sĩ vừa nói thì chúng ta đã có khá là nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu cũng như là ứng dụng tế bào gốc, và đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và thẩm mỹ. Tuy nhiên là nhìn ra thế giới thì năng lực công nghệ tế bào gốc của chúng ta hiện giờ đang ở đâu ạ? Mặc dù thì đã có nhiều nghiên cứu về cơ bản và một số nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực tế bào gốc, nhưng mà tuy nhiên ở nước ta thì trình độ còn tương đối là thấp so với thế giới. Nhân lực cho tế bào gốc là một trong những cái thiếu hụt nhất ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cũng chưa có cái hành lang pháp lý cho cái điều trị và ứng dụng tế bào gốc một cách rõ ràng. Vâng, vậy thì ngoài những vấn đề như ông vừa chia sẻ thì làm thế nào để từng bước nâng cao khả năng làm chủ công nghệ nền cũng như là có nhiều công nghệ tế bào gốc made in Việt Nam ạ? Chúng ta phải tập trung vào những vấn đề gì thưa tiến sĩ? Theo tôi thì vẫn phải tập trung ba cái định hướng chính. Thứ nhất là có cái sự hỗ trợ kinh phí, tăng thêm nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực này. Thứ hai là tạo hành lang pháp lý để cho có thể áp dụng, triển khai các thành quả nghiên cứu vào đời sống. Thứ ba là có cơ chế để tiếp nhận các công nghệ tiên tiến của nước ngoài, chuyển giao các công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực. Và chúng ta cũng cố gắng tranh thủ tận dụng những cái công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Vâng, vừa rồi là những giải pháp tổng thể ạ. Và được biết là Viện Công nghệ Sinh học cũng là một trong những đơn vị chuyên nghiên cứu tế bào gốc, cũng như đã đạt được những thành tựu, những kết quả nhất định. Vậy trong thời gian tới thì Viện sẽ chú trọng vào những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao những khả năng làm chủ công nghệ nền và có nhiều công nghệ tế bào gốc made in Việt Nam nữa? Chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp để tăng cường nghiên cứu tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc ở tại Viện Hàn Lâm. Ví dụ Viện Hàn Lâm đã có đầu tư cơ sở trang thiết bị để tăng cường cơ sở vật chất cho nghiên cứu tế bào gốc tại Viện Công nghệ Sinh học, và chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái cơ sở vật chất này, và sắp tới thì sẽ có cơ sở vật chất khang trang hơn cho việc nghiên cứu và bắt đầu triển khai một số các ứng dụng của tế bào gốc đáp ứng nhu cầu của một số các bệnh lý mà các bệnh viện đang yêu cầu. Đồng thời cơ sở này chúng tôi cũng sẽ tiêu chuẩn hóa những cái cơ sở nghiên cứu tế bào gốc đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và tiêu chuẩn GMP để có thể tạo ra những cái sản phẩm tế bào gốc có chất lượng tương đương thế giới. Về cơ sở sản xuất nguồn tế bào gốc thì chúng tôi cũng sẽ đầu tư để đáp ứng được các nhu cầu y tế và thẩm mỹ. Về nhân sự thì chúng tôi cũng đã cử một số các chuyên cán bộ đầu ngành đi sang chuyển giao công nghệ tại Hàn Quốc, học tập các cái công nghệ về tế bào gốc tại Hàn Quốc, và sắp tới thì các cán bộ này sẽ quay về Việt Nam và tiếp tục sẽ ứng dụng triển khai những chuyển giao công nghệ đã học tập tại Hàn Quốc để thực hành tại Viện Công nghệ Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta đã có thêm những hình dung rõ nét hơn về hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào gốc. Dù đi sau so với thế giới, nhưng với những kết quả đang có, chúng ta có quyền hy vọng một ngày không xa, Việt Nam sẽ tiệm cận với trình độ nghiên cứu, phát triển công nghệ tế bào gốc của thế giới, mở ra cơ hội chữa thêm nhiều loại bệnh, đem lại cuộc sống tươi đẹp cho con người. Thưa quý vị, tại một vùng rừng núi ở Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có một bảo tàng đang lưu giữ hàng trăm giống động thực vật quý được đưa về từ mọi miền đất nước, và đó là trạm đa dạng sinh học Mê Linh. Trạm được thành lập từ ý tưởng của các nhà nghiên cứu sinh vật học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong phần tiếp theo, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng tham quan bảo tàng độc đáo này. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 45 km, có một khu rừng tự nhiên được phục hồi sau hơn 20 năm được nghiên cứu xây dựng quy trình trăm năm bảo vệ. Nơi đây đã trở thành khu rừng gắn kết những con người đam mê đa dạng sinh học, kết nối liên hoàn với vườn quốc gia Tam Đảo. Tại đây đang bảo tồn và nuôi dưỡng nhiều loại động thực vật quý hiếm. Các thông tin về nguồn gốc, sự phân bố, tình hình sinh trưởng đều được cập nhật định kỳ nhằm xây dựng một kho dữ liệu đầy đủ. Thì chúng tôi là nghiên cứu về đa dạng sinh học của Việt Nam, bảo tồn các loài động thực vật của Việt Nam,
và kết hợp vào đấy thì chúng tôi tổ chức giáo dục môi trường để nâng cao cái nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học cho Việt Nam. Thực hiện chương trình nghiên cứu và bảo tồn các loại động vật hoang dã, những năm qua, Trạm Đa dạng Sinh học Mê Linh đã tiến hành nhân, nuôi, sinh sản và bảo tồn nhiều loại động vật quý hiếm do các cơ quan chức năng bàn giao. Bên cạnh các kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học và sinh thái của các động vật đã được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, các nhà khoa học tại trạm cũng thực hiện các chương trình thả động vật hoang dã về lại tự nhiên nhằm mục đích phục hồi quần thể của các loài như rắn hổ mang, rùa, kỳ đà. Ngoài cái việc là chúng tôi vẫn tiếp tục nhân nuôi cái loài rùa đất lớn và hôm nay cũng đã nở ra được một cá thể, thì chúng tôi ngoài cái việc nhân nuôi các rùa đất lớn thì chúng tôi cũng tiến tới là nghiên cứu nhân nuôi các cái loài rùa khác. Và hiện tại chúng tôi đang nuôi 11 loài rùa và cũng đang phối hợp với các cái tổ chức khác để làm sao nhân nuôi được các cái loài rùa quý hiếm như rùa trung bộ, rùa hộp trắng vàng miền Bắc, và là những cái loài và đặc hữu của Việt Nam. Chia sẻ về quá trình nhận nuôi, bảo quản trứng của rùa, các loại bò sát, các cán bộ tại trạm thực hiện vô cùng tỉ mỉ, bởi ngoài việc phải cẩn thận khi di chuyển trứng, cần phải bảo đảm tốt các điều kiện tự nhiên về độ ẩm, nhiệt độ nhằm bảo đảm quá trình phát triển của phôi thai. Các cá thể trưởng thành được chăm sóc hàng ngày, cung cấp đủ dưỡng chất, đặc biệt là canxi để trứng không bị quá nhỏ, mỏng vỏ, giúp duy trì sự sống của phôi thai. Chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu về các cái đặc điểm sinh học sinh thái, ví dụ như là các cái loài bò sát và các cái loài lưỡng cư nó sinh sản ra làm sao, nó có cái chế độ ăn uống như thế nào. Thế thì từ những cái cơ sở đó thì chúng tôi đem áp dụng về nuôi ở trạm đa dạng sinh học Mê Linh. Ngoài công tác nghiên cứu và bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm, các nhà khoa học đã phối hợp với vườn thú Cologne xây dựng phòng đa dạng sinh học và giáo dục môi trường ngay tại tòa trung tâm trạm, đồng thời phát triển theo hướng du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn là dựa vào điều kiện sẵn có. Qua đó, lồng ghép giữa khám phá cái mới, cái lạ với giữ gìn, nâng cao ý thức, trách nhiệm tới thế hệ trẻ tương lai để có một môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững. Thưa quý vị, do cơ bản khống chế được dịch bệnh, hiện nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã được mở cửa. Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc đó là phải tạo điểm quét QR code để quản lý thông tin người ra vào nhằm cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết. Vậy cần làm gì để tạo điểm quét? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Muốn tạo điểm quét QR cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Chủ địa điểm đăng ký để sử dụng được tính năng quét mã QR và quản lý được thông tin người ra vào. Cụ thể, truy cập trang web qr.tờkhaiyte.vn, chọn mục đăng ký địa điểm và nhập đầy đủ thông tin về địa điểm cần được đăng ký. Bước 2, người đăng ký điền mã OTP. Bước 3, tải xuống mã QR của địa điểm để lưu hình ảnh mã QR về máy tính và in để dán ở lối ra vào, sau đó chọn quản lý địa điểm. Chủ địa điểm yêu cầu khách ra vào xuất trình mã QR của mình để quét, ghi nhận lượt ra vào. Người kiểm soát địa điểm mở ứng dụng Bluezone và chọn tính năng kiểm tra mã QR. Chọn địa điểm kiểm soát là nơi mà người kiểm soát đang đứng để tiến hành quét mã QR người ra vào. Sau khi chọn địa điểm, người kiểm soát quét mã QR của người ra vào có thể quét trực tiếp mã trên điện thoại, mã QR được in ra giấy hoặc mã QR của thẻ bảo hiểm y tế. Sau khi quét thành công, màn hình sẽ hiện ra thông tin của người ra vào, tên viết tắt và tình trạng khai báo y tế. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội nới lỏng giãn cách. Lạc quan nhưng không được chủ quan, bởi Hà Nội vẫn còn F0 trong cộng đồng và cả nước chưa an toàn với đại dịch COVID-19. Nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, hãy nghiêm chỉnh chấp hành những biện pháp như là tạo điểm QR code và các biện pháp an toàn khác. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!